Và tiếp theo đây, kính thưa quý vị, là một thí sinh có thể là trẻ nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Đó là 182 Amber Chan. Nhỏ tuổi nhưng mà bự con quý vị ơi. Amber đến với cuộc thi ngày hôm nay qua nhạc phẩm nào? Hát bản Perfect. Perfect. I'm assuming that you can't speak Vietnamese very well. Just a little. Kính thưa quý vị, đây là một phần trình diễn có thể là hơi đặc biệt một tí, tại vì em sẽ hát một nhạc phẩm của người ngoại quốc, đó là nhạc phẩm Perfect. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, miss knowing it's all good. It didn't slow me down. Mistaking, always second guessing, underestimating. Look, I'm still around. Pretty, pretty please, if you ever, ever feel like you're cô pha lê này. Hồi nãy khi mà giới thiệu em Amber Trần đó, thì một nhạc phẩm Anh quốc, một nhạc phẩm bằng Anh ngữ ở tại đất nước Hoa Kỳ. Mình đang ở đất nước của người ta mà dám giới thiệu là một nhạc phẩm ngoại quốc, thì không biết là ai không biết rành tiếng Việt hay đây. Cái thưa quý vị, cái này là ăn hiếp quá rồi. Bà Phan Lê xin mời nhạc sĩ Hoàng Tuấn. Anh hơi bất ngờ, tại vì anh tưởng cái câu này là dành cho chú Giang Tử trước. Anyway, Amber Trần là một, anh nghĩ em là ca sĩ trẻ nhất trong cái thí sinh hôm nay nhá. Thì một lời, em có một chất giọng được phần cao em rất là tốt. Tuy nhiên phần đầu em rất là tiếc anh không nghe được là một. Phần thứ hai, phần rap, anh cũng không nghe được em hát nữa, hoặc là nói nữa. Nhưng rất là tiếc anh không nghe được rõ. Tuy nhiên là tới, hy vọng em chú ý cái phần âm vực của mình thấp của mình, tại vì dù sao em còn trẻ tuổi nhé, thì cái âm vực nó chưa phát triển hoàn toàn. Có hiểu không? Có cần chú dịch lại bằng tiếng Pháp không? Con hiểu được. Con hiểu được, giỏi, giỏi. Nếu mà không thì Đạt có thể dịch lại bằng tiếng Pháp cho. Xin mời chị Hồng Ngọc. Cho phép gọi con là mà con, tại vì
con rất là nhỏ tuổi, làm cô Ngọc nhớ lại hồi đó cô Ngọc mới đi hát. Thì cô Ngọc đi hát rất là trẻ, rất là nhỏ, hồi đó mới có 12 tuổi mà giờ hình như được con 14 tuổi phải không? Không biết con hiểu không? Con hiểu. Ok. Nếu không hiểu cô sẽ nói tiếng Iraq cho con nghe. Ok, con hát rất là dễ thương. Và nếu mà để mà phê bình là hát đúng lời hay không thì chắc là cô Ngọc không có phê bình được, tại vì cô Ngọc tiếng Mỹ rất là giỏi, thành ra không có dám phê bình là con hát có chắc ngang ngửa với tiếng Pháp của em hả chị? Tuy nhiên là con rất là dạn dĩ ngoài sân khấu. Cô Ngọc đề nghị con tập thêm những nhạc phẩm Việt Nam để nếu mai mốt mình trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thì mình vừa hát nhạc ngoại quốc vừa hát nhạc Việt Nam nữa. Đó là lời ý kiến của cô Ngọc. Mong con hiểu, và nếu không hiểu thì nhờ Pha Lê thông dịch dùm. Con hiểu. Và mời ca sĩ Giang Tử. Riêng chú thì chú không hiểu gì nội dung bài hát hết. Tại vì chắc là con phải dịch cho chú phải không chú? Là vì vốn liên tiếng Anh của chú thì rất đặc, cho nên là không. Nhưng mà hôm nay chú ngồi đây để mà chấm cho cháu về cái thứ nhất, về cái thanh và cái sắc, thì cháu có một cái thanh rất là sáng, rất là khỏe và rất là truyền cảm. Và về cái sắc, cháu có một cái tiêu chuẩn sân khấu, dù là mới 14 tuổi, nhưng mà từ chiều cao cho tới khuôn mặt khả ái. Chú chỉ hy vọng cháu luyện tập thêm một số bài hát Việt Nam để sau này cháu trở thành một ca sĩ nổi tiếng thì chú có thể nghe được cháu hát một bài hát Việt Nam. Và xin mời ban giám khảo hãy cho điểm. 8, 8 9 8, 8, 9 Thì Amber đã nghe những lời khuyên từ quý vị ban giám khảo, nhưng mà cái câu mà khen của chú Giang Tử đó, nói mà con đó vừa có thanh vừa có sắc đó, thì chú nhiều người khen lắm, cái thanh thì không có nhưng mà chú có sắc. Thì kính thưa quý vị, thì không biết quý vị có em, một em biết nghe... chắc là cái đó là Amber không có hiểu cho nên chỉ cười cho có lệ thôi. Chắc quý vị có một sự ngạc nhiên, và kể cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp tại nhà qua kênh truyền hình của VTV 55.2, thì tại sao cái mục đích của cuộc thi tuyển chọn giọng ca vàng chúng ta là bảo tồn nền văn hóa Việt Nam mà tại sao một thí sinh lại lên hát nhạc tiếng Hoa Kỳ, tiếng Anh? Thì chúng tôi trong ban tổ chức, khi mà em Amber Trần có ghi danh, ghi tên, thì chúng tôi có mới thảo luận đây là một cách để khuyến khích giới trẻ của chúng ta, các em thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, hãy cùng đến sinh hoạt văn nghệ với cộng đồng Việt Nam, với những người Việt hải ngoại của chúng ta, để từ đó các em mới có một cái cầu nối để mà học tiếng Việt, cũng như những lời khuyên của ban giám khảo là con sẽ học thêm tiếng Việt Nam, cũng như kêu gọi bạn bè học tiếng Việt Nam qua những nền âm nhạc Việt Nam. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị bầu cho Amber Trần thì có thể là vào chung kết Amber sẽ hát cho quý vị, tặng đến cho quý vị một nhạc phẩm Việt Nam. Qua số điện thoại 1888 480 5937.